sụt xuống cái quán thì nó sẽ có cái biểu hiện như sau: kêu như vịt, kêu như vịt kêu, thở như vịt kêu ấy, thở cũng như vịt kêu. Đấy. Chỉ cần nghe mỗi câu thần chú này thôi, và khi mà chúng ta gặp ca bệnh thì chúng ta thấy rằng à, chính xác. Đấy. Nó thở không phải khò khè từ trong cổ họng mà nó khò khè từ bên trong này. Đấy. Quạc quạc quạc. Đấy. Nó thở không nó cũng ra cái tiếng như vậy rồi. Đấy. Được chưa? Thở không cũng ra tiếng như vậy rồi. Và thường là do hai cái sau. Đấy. Do thứ nhất, do dị ứng. Dị ứng. Đấy. Do dị ứng hoặc do bệnh về da. Đấy. Dị ứng thì nó sẽ bị phù nề. Cái cơ vòng, cái cơ trơn, băng cơ trơn nó bị yếu. Được chưa? Và nó sụt xuống. Bình thường cái sụt khí quản nó sẽ hình tròn. Nhưng mà khi mà cái băng cơ trơn yếu nó sẽ sụt xuống và nó tạo ra một cái đường ống hẹp. Không khí đi qua đây nó sẽ kêu ra cái tiếng như vịt kêu. Đấy, không khí đi qua, thở ra thở vào nó như vịt kêu. Được chưa? Khi mà con nào già ấy thì cái băng cơ trơn nó cũng yếu thì nó cũng bị sụt xuống và nó gây ra hiện tượng sụt sụn khí quản. Được chưa? Thì ở trong cái phần đo thì mình sẽ gửi cho các bác sĩ về phần đo. Mình sẽ nốt vào trong đây cho. Đấy. Cách đo. Đấy, cách đo. Mình sẽ gửi vào trong ấy cho các bác sĩ cách đo. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi về cách để điều trị. Đấy, chúng ta chỉ nhắm về điều trị thôi mà. Phân biệt được rồi. Bây giờ về điều trị. Còn dĩ nhiên khi mà các bác sĩ mà có X quang ấy, nằm nghiêng ra, chụp X quang, thấy ngay rằng nó bị sụt ở phần giữa của khí quản, nó sẽ bị võng xuống, nó bị sụt xuống. Đấy. Nó bị hẹp hơn bình thường. Ở trong cái bài giảng mình có đưa ra một cái hình ảnh X quang rồi ấy. Nó bị hẹp xuống. Đấy. Đang đen xì to xong tự nhiên hẹp xuống xong bắt đầu to ra tiếp. Đấy. Chính nó. Bây giờ vào phần điều trị. Thường là do dị ứng. Đấy. Thường do dị ứng. Đấy. Nên chúng ta sẽ dùng cái kháng histamine. Đấy. Kháng histamine. Thường do dị ứng nên dùng cái kháng histamine. Tiếp tục. Vì nó thở nhiều, nó đụng nhiều đến, tác động nhiều đến phần đường hô hấp. Thế nên nó kích cho cái tế bào mast, tế bào niêm mạc của đường thở. Đấy. Nó bị viêm. Đấy. Thì chúng ta phải dùng cái steroid. Đấy. Dùng steroid. Đấy. Bắt buộc phải dùng steroid nha. Methadone. Đấy. Đề xa rồi cái prednisone. Đấy. Được chưa? Dùng cái ông này. Đấy. Để nó khóa cái tế bào mast vào. Đấy. Nó khóa tế bào niêm mạc vào. Khóa tế bào niêm mạc thì khi khóa tế bào niêm mạc ấy thì nó sẽ giúp cho đường thở nó không co thắt nữa và nó giảm tiết dịch. Đấy. Giảm tiết dịch và giảm co thắt. Đấy. Giảm co thắt. Thế bác sĩ nào mà không học Edu 1 thì thiệt thòi kinh khủng. Nghe giảng nó cứ thi thoảng nó có cái chỗ mà nó không hiểu. Đấy. Rất thiệt thòi ở chỗ ấy. Rồi, tiếp tục. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái kháng histamine. Đấy, phải dùng rồi. Cái thứ hai, dùng steroid. Đấy, dùng steroid. Mình viết ra xong mình còn phân tích. Nhưng mà chúng ta chỉ việc thuốc số 1, thuốc số 2 steroid, thuốc số 3. Đấy, chúng ta phải dùng cái teofilin. Đấy, dùng cái ông này. Được chưa? Dùng cái ông này vào. Với cái mức như sau, 5 mg. Đấy. Cho một cân trên 12 giờ. Đấy. Trên 12 giờ. Được chưa? Và ở ngày sau ấy, ở ngày thứ hai thì chúng ta sẽ x2. Đấy. Nhân đôi, 0.5 nữa mà chúng ta phải dùng 10 mg. Đấy. Ngày thứ hai bắt đầu x đôi. Được chưa? Cách dùng nó như thế. Tiếp tục. Cái này nó có tác dụng giãn cái đường thở.
Đấy, giãn đường thở, nhưng mà nó mới chỉ giãn được một nửa đường thở thôi. Đấy, giãn được một nửa đường thở thôi nhá. Nó giãn đường thở ở bên trong. Ví dụ chúng ta hình dung như sau. Đấy, đường thở to đi vào và chia thành hai nhánh, rồi bắt đầu đi ra những đường thở nhỏ. Đấy, thì cái thuốc này này nó mới giãn ở cái đường thở nhỏ bên trong. Đấy, giãn đường thở nhỏ bên trong. Còn đường thở bên ngoài nó chưa giãn, nó chưa đạt hiệu quả. Vậy thì chúng ta phải kết hợp thêm một thuốc nữa để giãn đường thở bên ngoài. Đấy, giãn cái đường thở bên ngoài nhá. Tiotropium. Đấy, các bác sĩ sẽ phải dùng thêm cái thằng này vào nhá. Nào, tiotropium. À, dùng thêm cái thuốc này vào tiêu mà đúng không? Ừ. Đâu thuốc bút đâu rồi? Tiotropium. Đấy, chúng ta sẽ dùng thêm thuốc này để nó giãn cái đường thở bên ngoài ra. Vậy thì trong những trường hợp mà bị hen, đấy, trường hợp mà bị ho, trường hợp mà bị sụt sụn khí quản, thì chúng ta phải phối hợp cái thuốc giãn đường thở bên trong và thuốc giãn đường thở bên ngoài thì nó mới hiệu quả chứ. Đấy, cho đa số các bác sĩ chỉ biết dùng có một cái thôi. Đấy, chỉ biết dùng cái có một cái thôi. Ví dụ salbutamol thì nó cũng chỉ giãn được cái đường thở bên trong thôi. Đấy, nó ngang với thằng này, à, ngang với thằng bên trong bên trên này. Theophylline nó bằng với nữa cái salbutamol. Đấy, salbutamol mà chúng ta hay dùng để chúng ta xông ấy. Salbutamol. Được chưa? Đó, kết hợp hai thuốc này cộng với một thuốc cuối cùng, à, cộng với một thuốc cuối cùng, furosemide. Furosemide. Đấy, cộng thêm furosemide. Phác đồ nó như thế cơ mà. Chứ bình thường các bác sĩ toàn điều trị kiểu à dùng mỗi kháng viêm với kháng sinh. Thế thì tôi có bao nhiêu gạch đầu dòng thế này? Đầu tiên tôi có gạch đầu dòng về histamine, đấy, để chống dị ứng. Gạch đầu dòng thứ hai về kháng viêm. Kháng viêm tôi phải dùng cái steroid. Tiếp tục tôi phải giãn đường thở ở bên trong và dùng thuốc để giãn đường thở bên ngoài và dùng thuốc để nó giảm cái phù nề, giảm cái dịch kẽ phổi xuống để cho nó trao đổi khí tốt hơn. Đấy. Thế tôi có 1 2 3 4 5 rồi có thể kháng sinh nữa là 6. 6 cái mà các bạn điều trị, đa số các bác sĩ mới chỉ điều trị mới chỉ dùng được có 2 thuốc thôi. Hoặc ông nào giỏi thì 3 thuốc. Được chưa? Chứ ông nào giỏi thì 4 thuốc. Nhưng mà chưa đến mức, chưa đủ ngưỡng. Thế thì sao mà nó có thể khỏi? Bệnh đã khó rồi, phác đồ còn thiếu thì nó khỏi kiểu gì? Được chưa? Được rồi, ok, xong.